Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Live được chưa anh em. Và trong video này mình sẽ làm một cái series mới, đó chính là hướng dẫn chơi JRPG cơ bản dành cho những anh em nào chưa biết từ game này. Và mình hy vọng từ game này sẽ phát triển ở Việt Nam, có nhiều người biết giống như Tony Bali ha. Theo phần nữa thì từ game này chưa có việc hóa, nhưng mà từ game này theo mình đánh giá thì nó hay hơn cái Boss Permit. Mà Boss Permit thì nó lại có việc hóa rồi, nên là hy vọng là game này cũng sẽ có việc hóa thời gian sắp tới. Và chơi thì khá là hay á, cuốn lắm anh em. Hiện tại thì mình livestream được 2 bữa rồi, đến ngày 20 rồi, và có nhiều sai sót nên là bây giờ mình sẽ làm video hướng dẫn, sau đó thì dễ anh em dễ chơi hơn, ok chưa? Rồi vào game. Đầu tiên thì tạo game thì mình cũng sẽ như mọi người thôi, nhưng mà tốt nhất là chúng ta sẽ nên chọn vào mùa xuân, tại vì mùa xuân nó sẽ rất là dễ dàng trong vấn đề là thăm ngàn kẹp ngần ha, chuẩn bị mọi thứ đó, ok chưa? Thì game này chơi theo một cách nào thì nó là một cái dạng game mà chơi theo kiểu là nhập vai RPG, ok không? Có nghĩa là mình sẽ nhập vai vào một cái nhân vật nào đó, sau đó thì làm nhiệm vụ ha, trồng trọt chăn nuôi, có cả tán gái tán đồ này nọ. Ở đây thì chắc là mình sẽ làm nhanh mọi thứ ha, video hướng dẫn tạo nhân vật thì anh em có thể tạo tùy ý anh em nha, ok chưa? Rồi ở đây có một số cái điểm này, anh em sẽ chọn những cái điểm nào cần thiết với mình. Ví dụ như bạn thích cooking hoặc thích gather thì bạn sẽ chọn nha. Đầu tiên thì mình nghĩ anh em nên chọn gather, hoặc là anh em sẽ tăng ít social vô để anh em dễ dàng tăng team. Thông thường thì mình sẽ chọn mark gather thì mình chơi rất là ngon. Cooking từ từ cũng được, cooking không quan trọng lắm, về sau mình học được. Còn vô thì mình sẽ skip qua những cái giai đoạn này, ok. Vô là chào, đoạn này thì mình ráng skip qua, nếu được thì tí mình sẽ cắt cái đoạn này đi để mất thời gian, ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi chơi một tàu và về về nhà ha, về quê. Rồi bây giờ tàu dừng rồi, mình sẽ đi xuống ha, mình sẽ đi xuống, cái này cơ bản thôi, anh em nào cũng biết. Và trong video này mục tiêu của mình á là, một là giới thiệu game, thứ hai là mình sẽ giúp cho anh em dễ dàng chơi và tránh những cái sai sót ban đầu, tại vì đôi khi thì mình chơi game mình cũng không biết á, thì cũng hơi khó chơi. Nó cũng không phải là spoil nhiều đâu, mà nó sẽ hướng dẫn anh em cái kiểu như là anh em sẽ tận dụng được nhiều thứ hơn, hoặc là tránh những cái mà anh em không biết là gì, tại vì lúc mới chơi thì nó là game tiếng Anh mà, ok chưa? Đây là nhân vật hỗ trợ của mình, cô gái tên Hysel. Cô gái này hình như là người máy và thích uống trà sữa anh em nhé. Mình sẽ nói chuyện với cô ấy sau. Cô ấy thì đó là người mà sẽ kết nối mình với tất cả những người khác trong dân làng, tại vì cô ấy ở đây lâu, được chưa anh em? Sẽ hướng dẫn cho mình một số nhiệm vụ làm cho cô ấy thì có thể giúp cho mình gọi là dễ dàng chơi game hơn á. Nói chung là cô bé này giúp nhiều lắm, cũng khá là dễ thương, trừ khi cái việc cô gái đó là người máy thôi. Bây giờ sẽ dẫn đi vòng vòng tham quan ha. Ở đây là anh em nhìn thấy nè, những chỗ nào hình ảnh gì là nó sẽ bán cái đó. Đây bán thịt này, bán rau, bán trái cây, anh em cứ nhìn như vậy anh em làm thôi. Ví dụ như những chỗ này anh em có thể lượm những cái vật phẩm anh em bán, hoặc là anh em có thể mua những vật phẩm ở đó luôn. Ví dụ như thịt nè, ông này là Uriel, ông sẽ bán thịt nha. Đây là sẽ bán rau củ quả nè, anh em có thể mua hoặc bán rau củ quả, anh em có thể mua hoặc bán thịt ở chỗ này, mua hoặc bán rau củ quả ở đây. Còn chỗ bên này là anh em có thể mua hoặc bán cái gọi là trái cây đó, trái cây. Nói chung là rất là nhiều thứ nguyên liệu ở rất ngoài đường đó, anh em có thể lượm cây cối này nọ, anh em có thể đến đó anh em thu hoạch. Còn ở đây là Town Hall, là cái tòa nhà trung tâm, nó giống như kiểu là nhà chủ tịch đó anh em. Lên đó mình sẽ xin phép giấy tờ kinh doanh buôn bán, ok. Còn đây là chỗ mình sẽ ngủ, nhà của mình là 1B anh em nhé. Đây là chỗ mình sẽ ngủ qua đêm, đây mình sẽ ở đây một thời gian dài, về sau mình có đất đai thì tính sau. Còn hiện tại thì trước mắt là mình chơi đến ngày 20 thì mình vẫn ở trong một cái này, nó là một cái apartment ấy, một cái nhà ở dạng chung cư á, cho thuê á. Còn đây sẽ là nhà hàng chính của mình đây, và công việc chính của mình sẽ ở đây. Và ban ngày thì mình sẽ thu nhập những cái nguyên liệu, sau đó thì sau đó mình về thì mình mở nhà hàng. Nhưng mà nói trước là cái lúc mà mình mở nhà hàng á là mình phải ở trong nhà hàng, mình không có đi ra ngoài được, ít nhất là đến ngày 20 thì mình không có thể đi ra ngoài được, được chưa anh em? Là mình vẫn ở trong cái nhà hàng đó. Thì anh em thấy là mình sẽ ở chỗ này. Bây giờ cô ấy sẽ đi sửa cho mình, là mình chưa đi được ha. Còn anh em muốn biết cái gì anh em bấm SC nha. Thì anh em thấy đây là có bảng, cái bảng này là bảng gọi là kỹ năng của bản thân mình anh em nhé. Đây là bảng kỹ năng của mình nè, điểm nè, điểm mà điểm kỹ năng nè, đây là điểm thuộc tính nè, ability nè. Đó thì nó sẽ tăng những cái dù bền bỉ nè, chế độ gather này, nấu ăn, và cái này là giao tiếp quan trọng lắm á. Giao tiếp lên team thì họ sẽ cho mình quà, rồi giúp công thức cho các thứ mà mình có thể kiếm tiền được, hoặc là mình cũng có thể cưới họ ha. Còn cái level này thì nó rất là quan trọng nữa, mình cày thì mình sẽ tăng những cái chỉ số ở đây, những skill ở đây, nó rất nhiều skill. Ở đây thì một tiên anh em vô anh em tăng này trước cho mình, tăng cái này trước nè, explore nè. Tăng cái này hay lắm nha, tăng cái này nó sẽ giúp anh em đi về map rất là nhanh, mình tăng một điểm thôi. Rồi tiếp theo thì anh em cần gì anh em tăng cái đó. Ở đây có thể là cúc, có thể là tăng cái tình cảm nhanh hơn nè, mình tăng một cái nè.
hoặc là mình tăng thêm một cái điểm bền bỉ và điểm máu. Ok, thì đây là cách tăng cơ bản của mình, và cái này quan trọng nhất nha, cái này quan trọng nhất nè. Hoặc là anh em có thể hủy nó đi, anh em có thể tăng cái này nè, tăng Guard nhiều vào để nó lợi hơn. Mình nghĩ là anh em tăng Guard thời gian đầu lợi hơn á. Mình lỡ tăng hai cái này rồi, chứ nếu mà mình tăng cái này trước sau đó tăng Guard hợp lý, Guard lợi lắm. Rồi từ giờ anh em, sau khi mà anh em đã tăng được cái điểm mà trong cái hình bản đồ á, thì nó sẽ có một cái cục tele ở đây nè, tí nữa mình sẽ giải thích cho anh em sau. Rồi sau khi mà anh em đã học được cái kỹ năng ở đây, đây cái kỹ năng này nè anh em, kỹ năng này nhá, thì nó sẽ có trên bản đồ, nó có một cái biểu tượng như thế này. Đây return to home này, nó có mũi tên này. Thì anh em sẽ đi bất kỳ nơi nào, anh em cần bấm một cái này thì nó sẽ về nhà. Đó, rất là tiện đúng không anh em? Ok chưa? Còn bây giờ thì mình sẽ làm nhiệm vụ anh em bấm vào chỗ này nhá. Bấm vào đây. Đó, bây giờ nó kêu mình nói chuyện với Uriel. Uriel thì có lẽ là anh em sẽ không biết ở đâu. Thì anh em mở bản đồ lên, anh em sẽ thấy nó hiển thị lên nè. Đó. Uriel chính là cái ông mà bán thịt đó. Nói chung là game này nó thiết kế khá là dễ thương. Nó giúp cho anh em chơi là anh em có thể nhìn thấy một nơi, ví dụ như nhiệm vụ, mình thấy nhiệm vụ ở đâu mình đọc tí xíu. Có thể là mình chưa hiểu nó muốn cái gì thì mình cứ bấm vô thôi, anh em bấm bản đồ là anh em thấy là nó sáng bản đồ lên nè. Đó, ngay chỗ đây nó có biểu tượng nè. Mình đến đây mình nói chuyện là được. Còn lâu lâu anh em đi, anh em gặp những cái nơi như thế này, anh em có thể bấm space hoặc là anh em bấm x. Đó. Space thì nhanh hơn, bấm x cũng được. Đó thì nó sẽ thu nhặt ra những cái nguyên liệu trái cây. Rồi ở đây anh em có thể bấm chuột phải xuống thì nó sẽ gắn xuống dưới này. Thì anh em có thể dùng để ăn, để hồi mana với lại hồi máu. Ok không? Ok chưa? Đó là cơ bản. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi nói chuyện với lại dân làng ha. Nói chuyện Uriel trước. Cái này thì cũng đơn giản thôi, mình sẽ giao lưu nói chuyện, sau đó họ sẽ cho mình ít đồ. Đây Uriel nằm đây đây, mình sẽ nói chuyện với ổng. Nói chuyện với ổng để mình kiếm được cái hình như là ổng cho mình cái lưỡi hái hay cái gì đó, nó không nhớ, nhưng mà nói chung là cho cái cung và trứng và một cái công thức của game này rất quan trọng, là mình làm đầu bếp mà. Anh em vào trong đây, anh em thấy là anh em bấm SC vào, anh em thấy vào inventory, anh em bấm chuột phải. Mình sẽ học tất cả mọi thứ anh em nhé. Đây là công thức và hiển thị, thiếu cái gì thì mình kiếm cái đó. Rồi, mở hết. Đây là món gà chiên, gà sốt gì đó. Rồi, món Resan kebab, gà tây kebab á. Rồi, và tiếp theo là một món thịt nướng. Ok, ngon lành chưa? Rồi, bây giờ anh em tiếp tục bấm vào xem nhiệm vụ nha. Bấm xem nhiệm vụ nhé. Đây nó kêu anh em gặp ai thì gặp, còn không thì đơn giản là mình cứ bấm vào map ha. Bấm vào map hiển thị lên luôn. Đây, có người đây. Thì cô này sẽ bán rau củ quả Melo. Việc nói chuyện với họ cũng tăng team á anh em. Rồi Melo này, đấy, cho mình một cái Ebron 2 này, cho thêm cả Water Red và trái cây công thức salad. Ở đây thấy thì cô ấy sẽ bán một số cái như rau củ quả, bê pepper rồi này nọ này đó. Còn anh em muốn tăng team anh em bấm vào, anh em bấm talk nha. Mình cố gắng nói chuyện thường xuyên với họ là mình sẽ lên team, và về sau nó sẽ có chức năng tặng đồ nữa, tặng quà nữa. Còn đây là cô Nabiha sẽ bán trái cây, thì mình báo nói chuyện với họ để bán trái cây. Ok, chơi nè. Rồi apple và raspberry nè, và cho một công thức. Mình sẽ tiếp tục học công thức, bấm chuột phải và học công thức. Cố gắng là kiếm thật nhiều công thức anh em ạ, cố gắng kiếm thật nhiều công thức một chút ha. Đây mình sẽ kiếm công thức này đó. Ok, rồi đơn giản ha. Rồi sau khi xong thì mình sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ khác. Bây giờ mình sẽ xuống gặp cái ông mà làm ở hồ cá, làm ở biển, vì mình sẽ được một cái cần câu cá và mình có thể đi câu cá được. Ok, đây anh bạn này nằm đây đây, anh bạn tên là Aloy Aloy nè. Bây giờ ông ấy sẽ cho mình ít tôm và công cụ, tôm và công cụ. Cái này là cốc tay tôm á, cái món này thì bên nước ngoài người ta ăn chuộng lắm. Đây cốc tay tôm nè, nó để trong cái ly rất là đẹp, nhưng mà ăn thì chắc là ngon á, nhưng mà kiểu thiết kế thì cũng hơi là lạ ha. Rồi sau khi mà xong thì anh em sẽ thấy ở đây mình xong xuôi rồi đúng không, mình sẽ không biết làm gì nữa đúng không, thì mình có thể làm tiếp nhiệm vụ hoặc là anh em có thể bấm ESC nè. Anh để ý mình có ba cái công cụ không, anh em để ý mình có ba cái công cụ không. Mình sẽ bấm công cụ nè, chuột phải vào công cụ nè, đó thì nó sẽ gắn vào ba vị trí này. Mình chỉ có ba công cụ thôi, tạm thời chỉ có ba thôi. Sau đó nếu muốn thay đổi công cụ thì anh em có thể bấm chữ Q, chữ Q nha, chữ Q nha, chữ Q. Đây anh em thấy là sẽ đổi là 1 2 3 4 này đó, 1 2 3 này đó, nó sẽ đổi ba công cụ cho anh em muốn cái gì anh em xài cái đó. Sau khi anh em muốn xong rồi, anh em có thể ví dụ chọn cung thì anh em bấm chuột phải một cái, chuột phải cái thì nó vẫn có hướng dẫn nè, còn không thì anh em có thể gồng chuột trái thì nó bắn đó, ví dụ vậy, gồng chuột trái nó bắn. Đây là để đi săn ha. Rồi tiếp theo thì anh em có thể đổi qua cái lưỡi hái để anh em có thể gọi là thu hoạch những cái nguyên vật liệu, thay cho cái việc anh em lượm tay thì anh em có thể dùng cái này kiếm nguyên vật liệu cũng được. Rồi và cái tiếp theo là cái cần câu thì hôm nay mình hướng dẫn anh em câu cá luôn, hoặc là anh em có thể xem ở đây nhé. Rồi câu cá thì cũng đơn giản thôi,
Rồi mình gồng chuột trái, sau đó mình quăng cần câu. Anh này để cái phao nè. Anh này để cái phao nha. Rồi, anh này bấm lên sau nếp. Di chuyển cái mũi tên. Di chuyển cái mũi tên nó sẽ là gồm có đúp ASD. Được chưa anh em? Mình sẽ di chuyển cái mũi tên làm sao để cho nó chạy vào trong cái vòng á là được. Nếu mà thỉnh thoảng thì nó sẽ có một con cá nó quá to á, hoặc là con cá mạnh quá thì mình cũng chưa làm gì được. Rồi bây giờ mình sẽ đi câu cá thử nha. Anh em gồng nè, anh em quăng xuống ha. Gồng anh em quăng xuống. Rồi, lúc cán thì anh em bấm lên. Anh em thấy cái mũi tên không? Mình sẽ điều khiển cái mũi tên làm sao cho cái con cá nó nằm ở giữa trọng tâm á. Như thế này nè, đó. Thì anh em sẽ câu rất là dễ. Nói chung game câu cá này cũng không khó lắm. Đó. Mình sẽ cho cái mũi tên nằm ở trong cái vòng tròn là được. Ok. Và game này câu thì anh em được cá vào trong tiếp thành cái này luôn anh em. Ok. Thành luôn cả phi lê luôn em. Câu phát thành phi lê luôn. Ok. Đó thì tập 1 chắc là đơn giản vậy thôi ha. Rồi đến tập sau mình sẽ hướng dẫn nhiều hơn. Rồi, chúc anh em may mắn và thành công nha.